chờ anh em nhé, chuyến tàu cuối ngày. Tôi đến sân ga, trời chiều lộng gió, hôn nốt đường tàu lất phất mưa bay. Ga vắng thưa, chưa người nào đến, chỉ một mình. Bóng quang tôi mơ phố dài cùng xanh, vai anh chung lối về. Đấy nghe, cửa hàng về được hàng khủng của dòng Buxel Onkyo. Hàng khủng của dòng Buxel anh em nhé. Đôi loa này nặng vật vã, nặng như một đôi loa cỡ to. Mã là Onkyo D502 Mark đôi. Thông số anh em có thể thấy đây, đó là loa 6 ohm, độ nhạy 90 và bề ngang là 28, chiều cao là 47, chiều sâu là 34, cân nặng là 16 kg. Đó là về kích cỡ của loa, 16 kg một đôi loa Buxel, một chiếc loa là rất nặng anh em nhé. Cửa hàng báo giá luôn cho các bác là 5 triệu đồng đôi loa này, giá tại cửa hàng. Ship đi thì nó cũng tầm khoảng 150-200 tùy theo ở gần hay ở xa. Cũng có thể hơn đấy vì cân nặng tận 32 kg. Nói chung anh em cứ xác định tầm trong vòng 200. Loa chép dom này và loa bát 16, màng carbon và gân cao su, lỗ thông hơi mặt trước 502. Loa 502A anh em nhé. Đó. Cái dòng loa này thì nó ở phân khúc cao cấp của dòng Onkyo Buxel, cũng loa cũng như là các cái dòng loa Buxel của Nhật. Loa này là bát 20. Bát 20 anh em nhá. Đây. Bát 20. Loa chép đo. Tuyến loa thiết kế cao cấp. Thùng vách anh em có thể thấy là nó căng căng đét luôn. Gỗ của nó căng đét, nó đặc chắc. 5 triệu đồng giá tại cửa hàng. Dành cho anh em nào thích đồ cao cấp ở phân khúc Buxel 150W 6 ohm sản xuất tại Nhật Bản. Nhìn cái cọc loa này anh em đã biết đó là đồ cao cấp nhá. Loa Rai, loa phải, loa led, loa trái. Hai loa đẹp như nhau. Đẹp như nhau anh em nhá. Thùng vách quá đẹp luôn. Đôi loa này thùng vách đẹp xuất sắc luôn. Thường thì những cái dòng loa này cửa hàng ngày xưa cũng đã bán một vài lần. Thường thì góc cạnh nó vẫn phải chợt chạt một tí, nhưng đôi loa này là còn quá xuất sắc. Nó như là một khối gỗ anh em nhé. Anh em cảm nhận nó như là một cái khối gỗ đặc, gỗ lim, gỗ đinh lên xiến táo. Nó chắc chắn. Minh Audio Đông Hà Nội. Gân thì chắc chắn dòng này là phải thay rồi. Dòng này thì phải thay gân. Đó là điều đương nhiên của dòng loa này. Màng loa đẹp long lanh em nhé. Ok, cửa hàng sẽ đấu nhạc anh em cùng nghe qua một vài phút. Dòng Onkyo này thì nó được đánh giá rất cao về âm mid. Anh em nghe nhạc lời, nhạc trữ tình, nhạc acoustic thì nó cực kỳ hợp luôn với những dòng loa có âm mid tốt. 5 triệu đồng giá tại cửa hàng các bác nha. Tuyến loa đẹp xuất sắc. Đã ghép âm lim bim rồi đi trong thư. Chờ anh em nhé, chuyến tàu cuối ngày. Tôi đến sân ga, trời chiều lộng gió, hôn nút đường tàu lất phất mưa bay. Ga vắng thưa, chưa người nào đến, chỉ một mình tôi. Bóng quang tôi mơ phố dài cùng xanh, vai anh chung lối về. Hai đường tiếng bát 20, đó là loa Buxel cao cấp. Thùng nó như kiểu hai khối gỗ cắt ra anh em ạ. Hôn tôi coi ngân tiếng dài kia tàu về bên xôn xao người gọi nhau. Từng người xuống người có đôi. Tôi có trông.
anh đâu. Chiều sâu là 30 buồn muốn khóc 34 chiều ngang 28 cân nặng 16kg một loa. Nhắc lại anh em, 6 ôm 150W tối đa, dòng loa Buxell thì nó là 6 ôm. Anh thở thân mình tôi lê từng bước nhỏ về trên lối xưa. Chưa? Dòng này nó chuyên trị những thể loại nhạc lời, nhạc trữ tình, nhạc áo cổng tích mà. Nhạc Tây nữa. Chim bay tìm về tổ ấm, dưng dứt còi tàu chuyến bến sân ga, lẻ loi trên trời vì sao đêm sớm vun vút trời mây. Miễn chê. Anh nói chiều nay anh về bãi gym tuyệt đối cho các bác. Hẹn tôi đắp che càng mượt mà. Đôi loa này anh em nghe trong phòng khách. Chờ anh em nhé. Vừa đáp ứng tiêu chí là 7 hàng cao cấp, vừa chất âm hay. Quả ghép thêm vào bộ âm thanh nhỉ các bác. 6 ôm 150W sản xuất tại Nhật.